Chào mọi người đã quay trở lại với dự án nhà phố đô thị đảo Sun Grand City New An Thới, và chúng ta đang di chuyển trên cái cung đường AT, cung đường đại lộ New An Thới, với những căn nhà phố tại đây đã bán hết 100% trong bảng hàng của chủ đầu tư Sun Group. Và cung đường AT, cung đường đại lộ New An Thới này là trục đường 36m, là trục đường xương sống của dự án nhà phố đô thị đảo Sun Grand City New An Thới. Và đi từ đầu chung cung đường này chính là khu nhà phố đại lộ Gateway, chủ đầu tư đang mở bán giai đoạn 2 với 62 căn nhà phố mặt đường đại lộ Gateway và kết nối đường đại lộ Gateway là con đường cao tốc An Thới Cửa Lấp sẽ kết nối vào đường đại lộ New An Thới này. Và tại dự án nhà phố đô thị đảo Sun Grand City New An Thới, hay còn gọi là 35 hectare An Thới, thì có hai cung đường lớn nhất là cung đường New An Thới, cung đường 36m, hay còn gọi là trục đường AT, và cung đường phía ngoài chúng ta biết đó chính là trục đường GT, là đại lộ Gateway. Và đây là ngã tư giao lộ giữa đại lộ Gateway và New An Thới, với những căn nhà phố đại lộ Gateway đang mở bán trong bảng hàng, bao gồm những căn nhà phố mã lẻ như chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình thuộc giai đoạn 1 của nhà phố Gateway, với mặt tiền 7,5m và chiều sâu căn nhà là 22m. Trong đó thì diện tích lô đất chúng ta có khoảng 165 đến khoảng 170m, với diện tích xây sàn là khoảng 120m. Và tại đây thì những căn nhà phố giai đoạn 1 mã lẻ trục đại lộ Gateway có giá bán từ 24 cho đến 30 tỷ một căn. Và hiện tại đang còn số lượng rất ít trong bảng hàng, còn 3 căn thôi. Và đây là cái cục đường, trục đường CETA 5. CETA 5 là một cái trục đường trong 3 trục đường kết nối thẳng ra đại lộ Gateway. CETA 5 này thì sẽ kết nối từ cái cụm chung cư cũng như là cái đường R1 kết nối ra đến đường cao tốc An Thới Cửa Lấp, hay chúng ta hay gọi, và sau này cũng sẽ gọi là đại lộ Gateway. Tại đây thì chúng ta đang còn trong bảng hàng một căn nhà phố thương mại, một căn góc với 3 mặt tiền, 3 mặt đều có thể kinh doanh được. Và đây là cái căn góc cuối cùng của giai đoạn 1 nhà phố Gateway. Đây là căn GT17. GT17 là một căn góc cuối cùng của giai đoạn 1 nhà phố đại lộ New An Thới, nằm ngay trục đường chính là trục đường CETA, trục S5. Và căn nhà phố này thì chúng ta sẽ có một số cái thông số như sau. Diện tích lô đất của căn GT17 là 199,8m², xây hoàn thiện mặt ngoài 5 tầng với cái lối kiến trúc Địa Trung Hải đặc trưng. Và căn nhà phố này thì có diện tích xây dựng sàn là khoảng 88,8m². Chúng ta đang nhìn thì cái phần ở bên hông căn nhà, cái phần mặt hông này thì cái diện tích lô đất làm vỉa hè rất là lớn. Chính vì vậy thì cái diện tích xây sàn của căn nhà này của một tầng nó chỉ là 88,8m². Và cái mặt tiền của căn nhà này nó sẽ rơi vào khoảng 6m. Đây là cái mặt tiền chính tầng 1 của căn nhà phố Gateway GT17, căn góc cuối cùng của trục đường đại lộ Gateway giai đoạn 1 mã căn lẻ, căn 17 là mã lẻ, và đón đầu cái dòng khách từ các cái dãy S5, S6 ở phía trong, cũng như là cái cụm 5 tòa chung cư. Đây là ngã tư giao lộ của trục đường S5 cũng như là trục đường Gateway. Và mặt ngoài này thì chính là trục đường Gateway. Bên kia chúng ta có giai đoạn 2 của dự án. Và mình sẽ đi sâu vào bên trong để cho các bạn nhìn toàn cảnh mặt ngoài cũng như là diện tích của căn nhà. Đây là cái phần bên hông, tức là cái mặt góc bên hông của căn nhà, nhìn từ trục đường S5 nhìn sang. Cái phần bên hông các bạn có thể nhìn thấy từ tầng 2 cho đến tầng 5 thì mỗi tầng nó có 4 ô cửa hông, và tầng 1 thì có 3 ô cửa ở dưới. Đây là trục đường CETA 5, trục S5. Trục S5 mình nói thêm là một cái trục đường lớn kết nối, là đường, tức là đường lộ giới kết nối thẳng ra được trục cao tốc An Thới Cửa Lấp cũng như là Gateway. Đây là một trong 3 cái trục đường kết nối thẳng ra cao tốc
Gateway bên cạnh trục L3 và trục đại lộ New An Thới, trục AT. Các bạn có thể nhìn thấy vỉa hè xung quanh của căn góc này rất là rộng, và cái việc mà chủ nhà mua đầu tư, chúng ta có thể kinh doanh bàn ghế ngoài trời, rất nhiều không gian. Đây là cái cửa chính của căn nhà. Khi vào trong nhà thì chúng ta thấy là cái diện tích xây sàn sẽ là 88,8 m², với cái tầng 1 có đến 6 ô cửa. Và cái đặc biệt là cái phần mặt góc này, chủ tư họ để tận 3 ô cửa, rất là thoáng. Và cái mặt tiền nó khoảng 6 m, mặt tiền chính. Còn mặt tiền ngang này thì chiều sâu nó cũng giống như các cái căn bình thường khác. Đây là cái phần cửa sau. Cửa sau thì căn nhà phố GT17 này sẽ nhìn thẳng vào cụm chung cư. Và cái vỉa hè phía sau của căn nhà cũng rất rộng, tại vì diện tích của lô đất của căn GT17 này nó xấp xỉ 200 m², 199,8 m², trong đó thì xây nó chỉ là 88,8, tức là xây đâu đó khoảng 42%. Và đây là toàn bộ cái không gian tầng 1 của căn nhà. Anh chị nào đầu tư căn nhà phố Gateway GT17 này thì anh chị kinh doanh nó cũng rất là thuận lợi. Thứ nhất là nó là một căn góc, 3 mặt tiền. Thứ hai là diện tích xây sàn tuy nhỏ hơn một căn thường. Căn thường sẽ khoảng 118-120 m, thì căn này sẽ là 88 m, nhỏ hơn một chút, nhưng chúng ta có một vị trí là căn góc. Và diện tích nó là một căn nhà phố thì như vậy nó cũng không quá nhỏ. Diện tích xây 88 m thì cũng không phải là nhỏ. Tại vì một cái lô liền kề bình thường, anh chị mua đất ở ngoài thì anh chị biết nó cũng xây cũng chỉ khoảng 80 m thôi, 70-80 m. Và anh chị nào ở Hà Nội thì anh chị cũng biết rồi, là một căn nhà phố của chúng ta ở Hà Nội thì xây nó chỉ khoảng 30-40 m một sàn. Và 88 m thì để so với những căn ở bên cạnh thì cái mật độ xây dựng của căn này khá là thấp, thì sẽ là 88 m, còn những căn bên cạnh khoảng 120 m thì nó sẽ kém đâu đó, kém hơn, nhỏ hơn khoảng 30 m². Nhưng tính về diện tích sử dụng thì nó không phải nhỏ, tại vì cái vỉa hè xung quanh của căn GT17 này rất là rộng, và anh chị kinh doanh rất nhiều ngành hàng được. Ví dụ như chúng ta có thể làm một cái nhà hàng theo kiểu là bespoke, một nhà hàng rất là luxury. Và ở đây thì nó là cái điểm đón đầu của cái dòng khách du lịch từ các cái khu nghỉ dưỡng bờ đông, khu JW Marriott Phú Quốc, khu căn hộ Premier Residence, hay là khu biệt thự Ngũ Ông Đội Premier Village Phú Quốc. Và trong quý 1 này thì chủ đầu tư Sun Group khai thác thêm 375 căn biệt thự Bãi Kem Sun Premier Village Cambridge Resort. Và đây sẽ là một cái điểm đến rất là tiện, vì nó nhất cự ly nhì khoảng cách, thì GT17 là một trong những căn sở hữu cái vị trí đặc biệt như vậy mà anh chị có thể đầu tư. Và anh chị nào quan tâm đầu tư về căn GT17 này thì anh chị vui lòng liên hệ với em Vinh qua số hotline trên màn hình để nhận thêm những thông tin, chính sách bán hàng tư vấn trực tiếp của chủ đầu tư Sun Group. Ngoài ra thì ngay sau khi post clip này thì đã có một căn khác mở bán, đã tìm được chủ nhân, đấy là căn GT21. GT21 là một trong những cái căn điển hình của cái shop house Gateway này, với cái diện tích mặt tiền là 7 m² và chiều sâu căn nhà là 22 m, và diện tích xây dựng sàn nó sẽ khoảng 118 m². GT21 là một căn như anh chị đang nhìn thấy, với chiều cao là 5 tầng và có ban công ở tầng 5. Căn số 3, căn góc là căn 17, căn giữa căn 19 và căn 21. Căn màu vàng, 3 căn nó đều có những ô cửa màu vàng. Nếu mà anh chị mua được hẳn một block này thì quá đẹp, 3 căn. Nhưng mà 3 căn này thì hiện tại đang sở hữu của 3 chủ khác nhau. Căn 17 thì chúng ta chưa tìm được chủ nhân, còn căn 19 và căn 21 chúng ta đã tìm được chủ nhân rồi. Căn 23 và 25 cũng đã có chủ nhân rồi. Đây là cái đường, mặt đường ở phía ngoài dành cho các cái xe, nó sẽ tách biệt với cái mặt đường trong của GT. Bên kia là 62 căn GT chẵn giai đoạn 2 chủ tư đang mở bán, với giá bán cực kỳ là tốt, dao động sẽ từ khoảng 16,8 tỷ cho đến khoảng 25 tỷ một căn. Và giai đoạn 1 này thì cái ưu điểm lớn nhất mà anh chị biết đến shop house hay là nhà phố Gateway trục GT này thì chính là có hai mặt tiền. Một căn bình thường sẽ có hai mặt tiền, căn góc sẽ có ba mặt tiền, kinh doanh được cả hai mặt. Tức là mặt trước thì chúng ta có thể kinh doanh dành cho những khách du lịch,
khách vãng lai hoặc là khách đi đường như chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình, nó chính là mặt trước. Còn mặt sau thì sẽ quay ra cái khu dân cư và cụm chung cư kinh doanh nội khu. Và đấy chính là cái điểm khác biệt của cái giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Giai đoạn 2 thì chúng ta có cái mặt tiền nó sẽ nhỏ hơn, mặt tiền sẽ là 6m và chiều sâu căn nhà là 20m. Đặc biệt là giai đoạn 2 thì chỉ có một mặt tiền. Đấy là nó có khác so với giai đoạn 1. Nhưng mà ưu điểm của giai đoạn 2 đấy là diện tích lô đất nhỏ là 120m, thì nó sẽ chia diện tích xây dựng sàn là 90m một sàn, thì nó sẽ phù hợp với túi tiền của anh chị. Giá bán thì nó sẽ khoảng từ 17 tỷ đến khoảng 25 tỷ một căn. Còn giai đoạn 1 này chúng ta có cái giá bán từ 24 tỷ đến khoảng 31 tỷ. Căn đắt nhất mà chúng tôi biết đấy là 44 tỷ. Và chúng ta sẽ vào để xem một trong những cái căn GT điển hình, GT lẻ, mặt tiền 7,5m chúng ta đang đứng ở phía trước. Vỉa hè phía trước sẽ là 5m cộng với lùi trước thì chúng ta có một cái vỉa hè đâu đó khoảng 8m. Và một cái làn đường riêng của GT ở phía trong cách với cái làn đường cao tốc ở phía ngoài, đấy là một cái vỉa hè, sau đó là một dải cây xanh và một cái vỉa hè tiếp. Thì mặt đường GT này thì anh chị có những cái ưu thế về cạnh tranh, đấy là quảng bá miễn phí, tức là tất cả các nguồn khách hàng khi mà người ta di chuyển qua cái tuyến đường này, người ta sẽ tự nhận diện thương hiệu. Ví dụ như Dê Ngon, ví dụ như Tina Nguyễn, hay là những cái quán ăn phở Thìn anh chị cũng có thể mang vào đây. Những cái đặc sản nổi tiếng của Hà Nội, Sài Gòn anh chị có thể mang về đây kinh doanh. Nó sẽ rất là, người ta sẽ rất dễ biết cái thương hiệu của anh chị và cũng rất dễ tìm đến những địa chỉ này. Tại vì hiện tại Nam Phú Quốc cũng đang thiếu trầm trọng những dịch vụ về ăn uống dành cho khách hàng cao cấp, khách hàng mà ở những khu nghỉ dưỡng của Sun Group, họ sẵn sàng chi trả những cái bữa ăn vài triệu nhưng phải đủ tiêu chuẩn và ăn phải vừa miệng. Hiện tại thị trấn An Thới chúng ta, hay còn gọi là phường An Thới, thì đang thiếu trầm trọng cái đó. Mặt sau của những căn GT thì chúng ta biết rồi, sẽ quay ra các cái cụm chung cư hay là các cái nhà phố liền kề của cư dân ở phía trong này. Và hai mặt tiền kinh doanh vỉa hè phía sau cũng rất rộng, chúng ta có thể kê bàn ghế ngoài trời. Ví dụ như là một căn GT giai đoạn 1 anh chị có thể chia làm đôi và phía trước chúng ta cho ngân hàng hoặc là các cái showroom bán lẻ thuê, còn mặt sau chúng ta có thể kinh doanh cho các cái quán phở họ làm kinh doanh. Và anh chị nào đang quan tâm đầu tư về những căn GT, những căn shop house, những căn nhà phố liền kề mặt đường đại lộ New An Thới tên là Gateway, viết tắt là GT, thì anh chị vui lòng liên hệ với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Hiện tại chủ đầu tư đang có chính sách hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 70% giá trị căn nhà và hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 24 tháng miễn phí phạt trả nợ trước hạn. Và đặc biệt là những căn nhà phố GT giai đoạn 1 mã lẻ, ví dụ như căn 17, căn 0709, thì chủ tư sẽ có cái gói hỗ trợ kinh doanh tặng voucher trị giá 2 tỷ trừ vào giá bán. Ngoài ra thì anh chị nào đang có số tiền dao động từ khoảng 17 đến khoảng 25 tỷ thì anh chị cũng có thể quan tâm giai đoạn 2 của dự án nhà phố đô thị đảo Sun Grand City New An Thới. Và anh chị quan tâm thì vui lòng liên hệ với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip và hẹn gặp lại anh chị ở